sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang dưới sự lãnh đạo của chư tôn giáo phẩm đứng đầu là các bậc tôn túc qua 5 năm hoạt động, một chặng đường đầy thử thách để hoàn thành sứ mạng hoằng pháp lợi sinh, thực hiện phương châm của giáo hội đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng cống hiến không mệt mỏi của chư tôn đức tăng ni và Phật tử, trong nhiệm kỳ chính vừa qua đã đạt được những thành tựu Phật sự vô cùng to lớn, phù hợp với chủ trương của giáo hội và pháp luật nhà nước, nhất là đi kịp xu thế phát triển đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã kiện toàn hồ sơ và được Trung ương Giáo hội chấp thuận tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội sẽ suy cử chư tôn đức tăng ni trong tỉnh đầy đủ phẩm hạnh tài năng để lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà, từ đó kiện toàn bộ máy ban trị sự tỉnh quản lý tăng ni tự viện đúng theo hiến chương giáo hội, tạo điều kiện đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin chính thống và tổ chức các hoạt động Phật sự vững vàng hơn trên con đường hoằng dương chánh pháp. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 5, 1 tháng 6 năm Nhâm Dần. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube, Facebook Phật sự Online và Phật giáo Tiền Giang. Mời quý vị đón theo dõi.